Bốn cách giúp phụ nữ nhìn rõ đạo đức thật của đàn ông. Thứ nhất, người dễ nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc. Có một câu chuyện từ một cô gái kể lại như sau. Bữa trước, cô nghe cô bạn thân đại học sụt sùi tâm sự. Lúc yêu nhau, chồng cô luôn ân cần chu đáo, lo cho cô từ A đến Z, thường xuyên tặng quà và thi thoảng lại chuẩn bị những bất ngờ nhỏ. Thế nhưng sau khi kết hôn, có lần hai người cãi nhau. Trong lúc nóng giận, chồng cô không tiếc tay tát thẳng vào mặt cô. Thời khắc cái tát vả vào mặt cũng là lúc cô rụng rời, không thể tin được. Người đứng trước mặt mình chính là người đàn ông đã từng chiều chuộng cô như bà Hoàng. Chuyện cô bị chồng đánh không chỉ xảy ra một lần. Tại sao mới lấy nhau chưa đầy một năm mà tính tình chồng cô lại thay đổi lớn đến vậy, giống như một con người hoàn toàn khác? Khi yêu nhau, anh ta ân cần chu đáo, đó là mặt tốt nhân phẩm, còn mặt xấu nhân phẩm lại là một người đàn ông bạo lực. Trong hôn nhân, rất nhiều người luôn chỉ chú trọng tới mặt tốt nhân phẩm mà quên đi mặt xấu nhân phẩm, để sau khi lấy nhau phải ngỡ ngàng trước mặt xấu nhân phẩm của đối phương. Có người nói rằng bạn có thể kết hôn với ai đó, đừng nhìn mặt tốt nhân phẩm mà hãy nhìn mặt xấu nhân phẩm của họ. Đừng nhìn những lúc họ đang ở trong trạng thái tốt nhất mà hãy quan sát họ trong những lúc họ tồi tệ nhất để xem bạn có thể chấp nhận hay không. Nhìn người đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất. Tức giận là lúc bản chất con người được bộc lộ rõ rệt nhất. Một người bạn khác của tôi tên Hồ và vợ là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hồ điềm đạm nho nhã, còn Đông Tú mạnh mẽ và nóng nảy. Mỗi lần cãi nhau, Đông Tú không nể mặt ai, tranh cãi đến cùng khiến Hồ tức sôi máu. Những lúc như vậy, Hồ sẽ chạy vào nhà vệ sinh để bàn chải đánh răng vào cốc, cố ý tạo ra những âm thanh lớn, rồi nhân cơ hội đó để xả giận trong lòng. Dù rất tức giận, nhưng quyết không có những phát ngôn làm tổn thương người khác và cũng quyết không có những xung đột về thể xác. Đó là giới hạn đối nhân xử thế của Hồ. Rất nhiều người nhìn bề ngoài rất nhã nhặn, lúc nào cũng tươi cười, nhưng đó chỉ là lớp phấn bảo hộ của họ khi đối nhân xử thế. Nếu muốn biết bản tính thực sự của họ, hãy xem những lúc họ nổi giận, bởi đó là lúc họ bộc lộ bản tính thật của mình. Nhìn rõ bản chất của một người giống như việc tiêm một liều vaccine phòng bệnh cho tâm hồn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn những ai đáng được kết giao và những ai nên phải giữ khoảng cách. Thứ hai, người không hiếu thuận với cha mẹ. Xin kể một câu chuyện xảy ra gần nhà tôi. Bố tôi có quen một người cũng gọi là có chút tiếng tăm trong vùng. Nói là tiếng tăm nhưng thực ra chỉ là trò cười. Người này do không muốn phụng dưỡng cha mẹ, cũng không muốn cung cấp sinh hoạt phí, nên thẳng tay đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Cha mẹ ông ta sau khi bị đuổi ra khỏi nhà đã thuê một căn phòng nhỏ để sinh sống. Vì con cái không muốn chi tiền sinh hoạt phí nên hai cụ phải tự kiếm kế mưu sinh. Cụ ông xin làm bảo vệ trong một khu chung cư nhỏ. Hàng ngày cứ sáng sớm, cụ ông lại đạp xe đạp đi làm, tôi đến lại đạp xe đạp về phòng trọ. Mùa đông vừa rồi và một buổi sáng còn tờ mờ tối, cụ ông đạp xe đi làm, bị tai nạn tại ngã tư rồi qua đời. Lúc còn sống, bị con trai đuổi ra khỏi nhà, không ngờ sau khi mất đi, gã con trai lại tỏ vẻ thân cận. Hắn tìm đến người gây tai nạn, khóc lóc yêu cầu bồi thường với số tiền 500 triệu đồng. Chúng tôi không rõ số tiền bồi thường cụ thể là bao nhiêu, nhưng sau đó ông ta bán nhà rồi mua một căn hộ chung cư, còn mẹ ông ta vẫn sống trong phòng trọ. Quả thực trong thái độ cư xử với cha mẹ luôn ẩn chứa nhân phẩm thực sự của một con người. Tột cùng của cái ác không gì bằng bất hiếu. Nếu ngay cả người cho mình sự sống như cha mẹ còn không yêu thương, lương tri tận diệt thì làm sao có thể yêu thương được người khác? Những người trong lòng không có tình thương, lấy gì đáng để bạn kết giao, đáng để bạn bỏ tâm sức? Thứ ba, người vô trách nhiệm, hay trốn tránh khi có chuyện xảy ra. Tôi từng đọc được mẩu tin ở Vân Nam Trung Quốc, cô bé San 9 tuổi không may bị ung thư máu, trước sau phải nhập viện 38 lần, nhưng lần nào cũng vậy, người duy nhất ở bên cạnh San chỉ có mẹ cô bé.
Kể từ khi San kiểm tra, phát hiện bị ung thư máu, cha cô bé lấy lý do đi làm thuê, một đi không bao giờ trở lại. Giống như bị bốc hơi ra khỏi trái đất vậy. Người vợ gửi tin nhắn WeChat mới biết mình bị chặn, gọi điện mới biết bị cho vào danh sách hạn chế. Sau đó, phải dùng trăm phương ngàn kế, mẹ San mới liên hệ được với người cha. Nhưng không ngờ chỉ nhận được câu nói: "Khi San lấy máu xét nghiệm, tôi nhân tiện kiểm tra ADN. Kết quả chứng minh San không phải là con tôi." Hắn không những không gánh vác trách nhiệm của một người cha làm chồng, ngược lại còn bôi nhọ vợ mình. Gặp chuyện khó khăn, trốn tránh vốn là bản năng, thế nhưng lựa chọn đối mặt mới là phẩm chất cao quý của con người. Winston Churchill đã từng nói rằng, làm người tuyệt đối không được quay lưng trốn tránh khi gặp vấn đề, bởi nếu làm như vậy chỉ càng khiến vấn đề ngày càng xấu đi. Nếu lập tức đối mặt, không trốn tránh, gánh vác trách nhiệm, chắc chắn sẽ có cách để giải quyết. Tôi từng làm việc trong một công ty tổ chức sự kiện. Chỉ cần có sự kiện gì lớn, cả công ty từ trên xuống dưới đều rất bận rộn, phân công cũng rất rõ ràng, người lập kế hoạch, người tổ chức thực hiện. Khi đó tôi đang làm việc tại bộ phận lập kế hoạch, phụ trách viết bài cho sự kiện. Bên bộ phận tổ chức sự kiện có hai người quản lý, một người tên Nam, một người tên Tùng. Thông thường tôi hay liên lạc với người tên Tùng để bàn bạc công việc, nhưng sau nhiều lần bàn bạc, tôi thấy Tùng không đưa ra được quyết định, cũng không bàn bạc với anh Nam, lại còn hay đổi trách nhiệm cho anh Nam. Sau này tôi mới phát hiện ra Tùng vốn có tiếng nói không tốt trong công ty, cấp dưới không mấy người ưa. Sở dĩ có được vị trí chỗ ngồi trong công ty như hiện nay là do có mối quan hệ đặc biệt với sếp tổng. Những người hay trốn tránh, không muốn tìm cách giải quyết vấn đề, thường có mối quan hệ ngày càng kém. Bởi thái độ mà bạn đối xử với người khác sẽ quyết định mức độ người khác kết giao với bạn. Những người gặp chút vấn đề khó khăn liền tìm cách trốn tránh, thường là người không có chí tiến thủ, không tìm cách giải quyết mà chỉ nghĩ cách trốn tránh. Những người như vậy, dù là kết hôn hay là kết giao, cũng đều phải hết sức thận trọng. Một người vô trách nhiệm trong hôn nhân sẽ không thể bảo đảm hạnh phúc và bình yên trong gia đình. Một người vô trách nhiệm trong công việc sẽ chỉ là gánh nặng hệ lụy tới người khác, khiến người khác phải làm việc nhiều hơn. Có trách nhiệm với mọi việc là tài năng xuất chúng nhất của mỗi người. Những người có trách nhiệm giống như một cái cây lớn, trải qua mưa gió bão bùng vẫn sừng sững vươn lên. Thứ tư, người hay thất hứa, nói lời không giữ lời. Nhiều người thường nói rằng nhắc đến tiền dễ tổn thương tình cảm, thế nhưng tiền lại là thứ giúp nhìn rõ nhân phẩm của một con người. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc khó khăn về tài chính, phải vay tiền người khác. Ngược lại cũng sẽ có lúc người khác phải vay tiền mình. Vay tiền vốn không phải là chuyện hiếm, cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Thế nhưng việc vay tiền và trả tiền lại ẩn chứa nhân cách thực sự của một con người. Người đồng ý cho bạn vay tiền chứng tỏ người đó đáng tin, có thể làm bạn. Nhưng cũng có những người bạn coi họ là bạn, nhưng họ chưa chắc coi bạn là bạn. Bạn học đại học nửa đêm gọi điện vay tiền vì có việc cần dùng tiền gấp và hứa sang tuần sẽ trả. Khi đó tôi cũng mới ra thành phố chưa được bao lâu, trong tay cũng không có nhiều tiền, nhưng nể mặt bạn bè vẫn cố gắng cho bạn vay 3 triệu. Dĩ nhiên người bạn đó không trả tiền cho tôi như đã hứa, thậm chí đến giờ vẫn bật vô âm tín. Có người trách tôi, bảo tôi sai rồi, tiền mình cho vay sao lại không đòi về. Tôi nói tôi không muốn tận diệt thể diện của người khác. Dù gì cũng đã từng ở với nhau suốt 3-4 năm đại học, dù không còn tình cảm nhưng cũng nên giữ chút thể diện cho nhau. Trong quá trình vay mượn và trả tiền đó, chúng ta có thể thấu hiểu tính cách của ai đó, nhìn thấu đáy lòng của ai đó. Nhiều lúc thứ mà chúng ta quan tâm không phải là tiền mà là cảm giác khó chịu khi bị những người mà chúng ta tin tưởng lợi dụng và lừa gạt. Thi thoảng cư dân mạng lại truyền tai nhau câu chuyện chia tay đòi quà. Người con trai sau khi chia tay liền cộng sổ yêu cầu bạn gái trả lại số tiền mình bỏ ra, trong đó bao gồm cả tiền mua son, tiền dẫn gấu đi ăn, thậm chí có cả tiền gọi taxi đưa gấu về. Nói thật, tôi cảm thấy may mắn cho những cô gái bị chia tay đó, bởi những người đàn ông tính toán chi li như vậy, lấy nhau về sao mà hạnh phúc nổi. Đàn ông có tiêu tiền,
vì bạn hay không, có thể nhận thấy người đó có yêu bạn hay không. Nhưng thái độ sau khi tình cảm rạn nứt giúp bạn nhận thấy tình cảm trước đó là chân thành hay giả dối. Phản ứng của con người trước đồng tiền là chân thực nhất. Thái độ đối với tiền không gì che giấu được. Có người từng hỏi trên mạng xã hội rằng làm thế nào để phán đoán ai đó đáng để kết giao hay không? Câu trả lời được nhiều người like nhất đó là muốn có được những người bạn đáng được kết giao. Cách tốt nhất là biến mình thành người đáng được kết giao, rồi chủ động thu hút người khác làm bạn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, muốn phán đoán ai đó đáng để kết giao hay không, trước tiên hãy biến mình trở thành người đáng được kết giao. Như vậy chúng ta mới gặp được những người đáng để kết giao. Nếu như xung quanh bạn đều là những người vì lợi ích cá nhân, một khi lợi ích sứt mẻ, quan hệ coi như đứt gánh. Tình bạn chất lượng cao thường bắt nguồn từ hai người ưu tú, có tính cách độc lập. Hy vọng khi bạn ở trong nghịch cảnh, mọi điều không suôn sẻ, sẽ luôn có những người bạn chân thành, đáng tin ở bên cạnh.